Thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển đỏ dự kiến 13 tháng 3 về nước. CNN, Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng nga tấn công hạt nhân nhằm vào Ukraine. Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra mới có thể đối phó tàu hải cảnh Trung Quốc. Politico, Pháp tập hợp liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine. Tâm lý các thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển đỏ đã ổn định, dự kiến 13 tháng 3 về nước. 3 ngày sau vụ tàu hàng bị Houthi Thi tấn công trên biển đỏ tâm lý của ba thuyền viên người việt nam có mặt trên tàu khi đó đã dần ổn định gọi điện về cho gia đình máy trưởng phạm văn thành chú phường đằng lâm quận hải an hải phòng cho biết sau khi sự việc xảy ra toàn bộ thuyền viên trên tàu đã phải dìu nhau xuống xuồng cứu sinh để chờ cứu hộ chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ tàu chiến của hải quân ấn độ mới có thể tiếp cận và đưa các thuyền viên lên tàu anh thành cho biết ngay sau khi được đưa vào bờ anh cùng các thuyền viên khác đã được đưa về tại một khách sạn ở djibouti quốc gia ven bờ biển đỏ các nạn nhân khác bị thương bao gồm cả thi thể ba người thiệt mạng, trong đó có một đại phó người Hải Phòng được đưa thẳng vào bệnh viện. Anh Thành nói sau khi đưa về khách sạn, đại lý tàu đã sắp xếp phòng nghỉ cho các thuyền viên, sau đó trang bị cho mỗi người một chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình. Hiện tâm lý của các thuyền viên đều đã ổn định và chờ được trở về nước. Cũng theo anh Thành, trong những ngày vừa qua, anh liên tục làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng như các đơn vị hữu quan để có thể hoàn tất các thủ tục về nước. Toàn bộ giấy tờ của các thuyền viên đều đã thất lạc sau khi tàu trúng tên lửa nên phải làm lại các giấy tờ cần thiết, anh Thành nói. Anh Thành được thông báo hộ chiếu mới đã được đại sứ quán tích cực hoàn thành và dự kiến trong ngày 10 tháng 3, đại sứ quán sẽ trực tiếp đến khách sạn nơi anh và các thuyền viên Việt Nam đang ở để đưa tận tay. Theo thông tin từ đại lý tàu và công ty, đến ngày 13 tháng 3 chúng tôi có thể bay về nước, anh nói. Như đã thông tin anh Thành cùng ba thuyền viên người Việt Nam khác có mặt trên tàu True Confidence bị tên lửa Hầu Thi tấn công hôm 6 tháng 3 vừa qua. Ba thuyền viên Việt Nam còn lại gồm Đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, quê Hải Phòng, Máy hai Nguyễn Văn Tảo, 36 tuổi, quê Hải Dương, Máy 3 Phùng Văn An, 33 tuổi, quê Thái Bình. Trong đó, Đại phó Đặng Duy Kiên đã tử nạn do bị bỏng quá nặng. Cụm bể phóng Patriot Ukraine nổ tung sau đòn tập kích của Nga Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 3 thông báo thực hiện đòn tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nhằm vào tổ hợp phòng không Ukraine gần thành phố Pokrov thuộc tỉnh Donetsk. Trong video được công bố, tổ hợp phòng không Ukraine bị máy bay không người lái UAV theo dõi bằng cảm biến ảnh nhiệt tại khu vực cách tiền tuyến khoảng 50 km. Đoàn xe tiếp hàng dọc trên tuyến đường và không di chuyển, dường như là đang nghỉ chân trên hành trình đến trận địa. Tên lửa Iskander lao xuống giữa đội hình, tạo ra vụ nổ dữ dội bao trùm gần như toàn bộ đoàn xe. Nhiều mảnh vỡ bốc cháy và văng ra xa trước khi xuất hiện vụ nổ thứ cấp do nhiên liệu của các quả đạn bị bắt lửa. Quân đội Nga ban đầu tuyên bố đánh trúng tổ hợp phòng không tầm xa S-300PS của Ukraine, phá hủy 3 xe chở đạn kim bể phóng, một radar dẫn bắn và hai xe hộ tống. Tuy nhiên, hình ảnh hiện trường sau đó cho thấy ít nhất hai phương tiện trong đoàn là bể phóng M-901 thuộc tổ hợp tên lửa Patriot đặt trên xe đầu kéo MAN Mancat 1 do Đức sản xuất. Chúng tôi đã phân tích hình ảnh và kết luận đoàn tập kích không chỉ phá hủy hệ thống S-300 như thông báo trước đó, mà còn đánh trúng hai bể phóng thuộc tổ hợp Patriot của đối phương, nguồn tin an ninh Nga nói với hãng RIA Novosti. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Ukraine đã tiếp nhận tổng cộng 4 hệ thống Patriot, gồm 3 tổ hợp của Đức và một từ Mỹ, sau khi chiến sự bùng phát. Patriot được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo Patriot không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine. CNN, Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân nhằm vào Ukraine. Tờ Kyiv Post ngày 9 tháng 3 dẫn thông tin cùng ngày đăng tải trên website của đài CNN cho biết do đặc biệt lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân chiến trường chính quyền Biden cảm thấy buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn một kịch bản như vậy. Giải thích mối lo ngại của Washington, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với CNN, nỗi sợ hãi của chúng tôi không chỉ là giả thuyết mà còn dựa trên một số thông tin mà chúng tôi đã thu thập được. Thực tế cho thấy vào cuối mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi quân đội Ukraine tiến vào Kherson, một thành phố trọng điểm phía nam Ukraine mà Nga đã chiếm được trước đó và được nhìn nhận là chiến thắng lớn nhất của Moskva trước Kiev kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể nhìn nhận việc Ukraine tiến vào Kherson theo cách khác. Ông chủ điện Kremlin từng nói với người dân Nga rằng Kherson hiện là một phần của nước Nga mình và do đó, theo một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ khác, ông Putin có thể coi tổn thất nặng nề ở Kherson là mối đe dọa trực tiếp đối với bản thân cũng như đối với nhà nước Liên bang Nga. Với đánh giá như vậy, Nga có thể coi một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật như một biện pháp ngăn chặn những tổn thất thêm nữa đối với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở Ukraine cũng như bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào chính Nga. Và thế là từ cuối mùa hè cũng như trong suốt mùa thu năm 2022, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã triệu tập hàng loạt cuộc họp để xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân của Nga nhằm vào Ukraine, bao gồm việc ngăn chặn và phản ứng như thế nào. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của mình để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và truyền đạt cảnh báo cho phía Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, Mỹ còn tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của các nước không phải đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, để ngăn cản Nga thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra mới có thể đối phó tàu hải cảnh Trung Quốc Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 9 tháng 3 dự lễ hạ thủy tàu tuần tra 4.000 tấn. Một trong những chiếc tàu tuần tra lớp Gia Nghĩa được đặt hàng với công ty CSBC của Đài Loan. Tại lễ hạ thủy ở thành phố Cao Hùng, bà Thái nói rằng Đài Loan hy vọng chương trình đóng tàu nội địa của mình sẽ nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ tự do và dân chủ của vùng lãnh thổ này, theo hãng tin CNA. Ngoài lễ hạ thủy, bà Thái cũng quan sát việc bàn giao tàu tuần tra khác thuộc lớp Gia Nghĩa được hạ thủy vào tháng 12 năm 2022. Bà Thái cho hay lực lượng tuần duyên Đài Loan sẽ nhận được sự tăng cường khả năng đáng kể khi hai tàu mới đi vào hoạt động. Bà Thái cho biết thêm rằng chính quyền Đài Loan đã dành ngân sách 42,6 tỷ Đài tệ, khoảng 1,35 tỷ USD cho sáng kiến thúc đẩy ngành đóng tàu nội địa và tăng cường năng lực tuần tra của Đài Loan. Theo hội đồng các vấn đề đại dương OAC của Đài Loan, 141 tàu tuần tra sẽ được đóng tính đến năm 2027. Theo sáng kiến nói trên, bắt đầu từ năm 2018 OAC cho hay tàu tuần tra vừa bàn giao có thể chịu được gió cấp 10, có tầm hoạt động 10.000 hải lý và được trang bị 3 vòi rồng. Nhà nghiên cứu Tô Tự Vân tại Viện Nghiên cứu An ninh và Phòng vệ Đài Loan nhận định rằng các tàu tuần tra lớp gia nghĩa có tầm hoạt động và khả năng cơ động tốt. Các tàu lớp gia nghĩa được thiết kế để hộ tống các tàu đánh cá của Đài Loan hoạt động trong vùng biển tranh chấp và bảo vệ các tàu dân sự khỏi cướp biển. Ông Tô còn cho rằng các tàu lớp gia nghĩa cũng có thể được triển khai để chống lại các tàu hải cảnh Trung Quốc nếu cần thiết. Politico, Pháp tập hợp liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine. Pháp đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi quân phương Tây đến Ukraine và đang trong quá trình khoét sâu thêm cuộc xung đột với một Berlin thận trọng hơn. Politico đưa tin ngày 9 tháng 3 khi bình luận về chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Stephen Sesson tới Litva. Tại cuộc họp báo với những người đồng cấp Litva và Ukraine vào ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh khả năng gửi quân NATO đến Ukraine để giải quyết vấn đề ra phá bom mìn và sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công, Politico cho biết. Theo Politico, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã đề cập đến khả năng quân đội NATO có thể được gửi tới Ukraine. Politico cho biết, phần lớn các nước châu Âu, bao gồm Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc, đã bác bỏ ý tưởng này, trong khi các nước vùng Baltic cởi mở hơn nhiều với ý tưởng này. Tổng thống Macron cho biết, các lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về phương án đưa quân vào Ukraine. Dù chưa đạt được đồng thuận, song phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine và họ sẽ làm mọi việc có thể để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Tổng thống Emmanuel Macron hôm ngày 7 tháng 3 tiếp tục triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo đảng đối lập tại Điện Elysee để thảo luận về sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Sau hơn 3 giờ thảo luận, họ không đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông Macron nêu rõ sẽ không giới hạn nào trong sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine và ông coi đó không phải là sự leo thang căng thẳng mà là một phản ứng tương xứng của Paris đối với các hành động của Moscow. Ông Jordan Badella, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp quốc gia của Pháp xác nhận, tuyên bố của ông Macron về việc không giới hạn, không làn ranh đỏ trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Badella nêu quan điểm rằng Pháp cần đặt ra những lằn ranh đỏ để tránh xung đột với Nga. Một lãnh đạo đảng đối lập khác cho biết, mặc dù họ ủng hộ hỗ trợ Ukraine, nhưng kế hoạch đưa quân vào Ukraine sẽ bị coi là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Nhiều đồng minh phương Tây sau đó tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine. Israel xây đường cắt đôi giải Gaza, đàm phán ngừng bắn được nối lại. Hãng tin CNN của Mỹ hôm 9 tháng 3 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Israel đã hoàn tất việc xây dựng một con đường lớn cắt đôi giải Gaza thành hai phần. Cụ thể, theo ảnh vệ tinh chụp ngày 6 tháng 3 vừa qua, con đường mà quân đội Israel đã xây dựng nằm ở khu vực trung tâm giải Gaza và dài 6,5 km. Con đường này chạy từ Tây sang Đông với điểm đầu là biên giới Israel, Gaza và điểm cuối là biển địa Trung Hải. Với sự xuất hiện của con đường mới, giải Gaza hiện bị cắt đôi thành hai nửa Nam và Bắc. Theo CNN, các quan chức quân đội Israel tuyên bố rằng việc xây dựng con đường là một phần trong kế hoạch an ninh để kiểm soát giải Gaza trong thời gian tới. Kế hoạch này có thể kéo dài từ vài tháng tới vài năm. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC hôm qua cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza đang xấu đi từng giờ. Trong một thông báo, Chủ tịch ICRC Mirjana Spojarik khẳng định hiện không còn bất kỳ địa điểm nào được coi là an toàn tại Gaza người đứng đầu ICRC kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt chiến sự nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo được triển khai tại Gaza. Lời cảnh báo và kêu gọi của chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được đưa ra chỉ ít giờ trước khi các nhà trung gian quốc tế và các bên tham gia cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng qua tại Gaza, dự kiến nối lại các cuộc đàm phán trong ngày 10 tháng 3 nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn dài ngày trước khi bắt đầu tháng Ramadan của người hồi giáo vào ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà phân tích Khả năng đạt được thỏa thuận là rất thấp, do thời gian còn lại quá ít, trong khi bất đồng giữa Israel và lực lượng Hamas về các điều kiện ngừng bắn lại quá lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến sự nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo và kịch bản này có thể dẫn tới những phản ứng rất dữ dội từ phía cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới. Trung Quốc tiết lộ điều kiện của Nga để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Báo South China Morning Post ngày 8 tháng 3 dẫn các nguồn thảo tin cho biết, Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực ở phía sau hậu trường để mời Nga tham gia các cuộc đàm phán do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào mùa hè, song vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể. Số quốc gia tham dự hội nghị cũng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố Nga chỉ có thể được mời tham dự nếu nước này đồng ý một loạt điều kiện tiên quyết. Theo South China Morning Post, đặc phái viên của Trung Quốc tại khu vực Á-Âu Lý Huy nói với các quan chức Liên minh châu Âu-EU rằng hội nghị thượng đỉnh lần này không nên đưa ra một kế hoạch để đè bẹp Nga. Các nguồn tin nói thêm rằng cả Trung Quốc và Thụy Sĩ đều có chung quan điểm thực tế rằng các cuộc đàm phán không nên chỉ mang tính hình thức. Sau China Morning Post đưa tin, Đặc phái viên Trung Quốc Lý cũng nói với những người đồng cấp EU rằng Moscow có hai điều kiện tiên quyết để đàm phán, bao gồm chấm dứt việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2022, trong đó bác bỏ các cuộc đàm phán với tổng thống Putin. Trung Quốc đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nga và không lên án cuộc chiến chống lại Ukraine, cũng như không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow mặc dù bắc kinh chưa công khai cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho nga nhưng tình báo phương tây cho rằng trung quốc đã cung cấp cho nga một lượng lớn hàng hóa có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự liên minh châu âu và mỹ đã nhiều lần kêu gọi trung quốc sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với moscow để chấm dứt cuộc xâm lược ukraine các cuộc đàm phán càng bắt đầu sớm hòa bình càng đến sớm ngoại trưởng trung quốc vương nghị nói với các phóng viên bên lề kỳ họp của quốc hội trung quốc ở bắc kinh tuần này Ông Vương nói thêm rằng, việc thiếu các cuộc đàm phán hòa bình có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.